Thí nghiệm xác định thành phần nguyên tố của bông. Để thực hiện thí nghiệm này, chúng ta cần chuẩn bị bông, một cốc nước vôi trong, đèn cồn, kẹp gỗ, kẹp sắt, bật lửa, ống nghiệm. Chúng ta sẽ đi tiến hành thí nghiệm. Dùng kẹp gỗ để kẹp ống nghiệm, bật lửa để châm đèn cồn lên. Sau đó chúng ta dùng kẹp sắt để kẹp miếng bông và đưa lên ngọn lửa đèn cồn để đốt. Dùng ống nghiệm để hơ phía trên của ngọn lửa sao cho chúng ta có thể thu được lượng khí khi chúng ta đốt bông. Đến khi ống nghiệm mờ đi và bông cháy hết, chúng ta sẽ ngửa ống nghiệm lên. Chúng ta chú ý sẽ để ống nghiệm nguội bớt trong khoảng 10 giây. Sau đó chúng ta sẽ đổ từ từ nước vôi trong vào ống nghiệm. Chúng ta sẽ lắc đều ống nghiệm lên sao cho dung dịch nước vôi trong sẽ hòa tan với lượng khí chúng ta thu được trong ống nghiệm. Các em quan sát kết quả và đối chiếu với cốc nước vôi trong ban đầu, cho biết hiện tượng và rút ra kết luận về thành phần nguyên tố của bông. Chúng ta thấy trong ống nghiệm, nước vôi trong đã bị vận đục, chứng tỏ khí mà chúng ta thu được khi đốt bông đó là khí CO2. Qua thí nghiệm trên, chúng ta có thể kết luận rằng trong bông có chứa nguyên tố carbon. Video đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.